Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia ban Vâng, hôm nay Ngọc Gia ban sẽ giới thiệu với các bạn cái mẫu ghế massage à, đang được rất nhiều anh em tìm kiếm Đây là một trong những mẫu ghế massage hiện tại thuộc phân khúc cao cấp nhất của Furikyo Đó là mã AS2000 à, Đây là một trong những bảng thuộc phân khúc trên 80 triệu Các bạn lưu ý nhé, chỉ có trên 80 triệu thôi là các bạn đã sở hữu được một trong những sản phẩm cao cấp nhất của Furikyo Uh, chiếc này thì nó sản xuất uh, ra đời vào tháng ngày 19 tháng 1 năm 2019, uh, nó sản xuất đến cuối năm gần cuối năm 2020. Thì phải nói đây là một trong những cái mẫu cao cấp nhất sau mã là AS2100 cho tới thời điểm hiện tại bây giờ. Thì ở đây với mức giá trên 80 triệu đồng thì các bạn sẽ có những cái tính năng gì để giúp các bạn lựa chọn cái chiếc ghế này thay vì những lựa chọn những chiếc ghế ở ngoài siêu thị. À, với những cái mức giá à, khác nhau. Thì đây với cái mức giá trên 80 triệu đồng thì các bạn sẽ sở hữu dòng AS 2000 à sản xuất năm 2019. Bản này thì đặc trưng của Furiko Furiko đó là trí tuệ nhân tạo à, và quan năng 5D. Đây là một trong những cái bước cải tiến nhất của dòng Furiko. Thì à, cái phần trí tuệ nhân tạo này nó sẽ giúp cho à, chiếc ghế sẽ lưu lại những cái động tác thói quen của người dùng dựa trên cái sự kết hợp là cái này nó có cảm biến kép ở trên con năn đấy tức là con năn nó có độ nhạy hơn và nó cảm biến được cái sự căng cơ của cơ thể người ví dụ như ở trong cái phần cơ mà các bạn hay mệt mỏi thì cơ nó sẽ căng nó tạo ra cái cảm giác cứng cơ giúp cho cơ thể của chúng ta là lưu thông toàn hoàn máu hay là tất cả mọi thứ nó sẽ kém đi thì ở đây trên con năn nó sẽ cảm biến được cái vùng cơ đó nó căng lên và nó sẽ đưa ra cái đánh giá thói quen người dùng để nó đưa ra các bạn hay mệt mỏi vùng nào nó sẽ gợi ý cho các bạn cái bài đánh tốt nhất tối ưu nhất cho cái người sử dụng đó là cái phần về phần trí tuệ nhân tạo thì kết hợp với phần con năn 5 d và trí tuệ nhân tạo thì furikio nó nổi tiếng là vật lý trị liệu rồi tức là con năn 5 d của nó ở đây nó mang tính chất xoáy sâu và vuốt lên vuốt xuống tức là các động tác mô tả nó sẽ tốt hơn à, là những cái À, dòng à, trước đây của nó bởi vì càng ngày thì cái công nghệ của nó ra đời nó càng cao hơn kèm theo ở đây là dòng này thì nó sẽ có cái màn hình cảm ứng các bạn nhé màn hình cảm ứng kết hợp với ở đây là cái tấm sửa nhiệt đó cái tấm sửa nhiệt này cái tấm sửa nhiệt này và sửa ở dưới lòng bàn chân tức là nó có hai vị trí sửa à, làm ấm cho cơ thể để giúp cho cái vấn đề khi massage nhất là vào mùa đông ấy, nó sẽ cảm giác dễ chịu hơn và đặc biệt là dưới cái lòng bàn chân này thì nó đã có con năn Đấy thì nó con ăn và cái lượng túi khí ở đây thì nó to hơn nó giúp cho nó ôm sát ép sát cái bàn chân xuống Và con ăn ở đây nó sẽ vận hành thêm Thì ở đây thì dòng Furiko AS2000 này nó sở hữu là 35 bài tự động Các bạn nhé nó sẽ có 35 bài tự động Trong đó là các cái bài tự động nó sẽ được chia ra Thì ở đây nó đặc biệt trong cái dòng Furiko AS2000 này nó có thêm cái bài gọi là bài chuyên sâu về ban đêm Tức là trước khi ngủ ấy, nó sẽ có một cái bài uh, chuyên sâu giúp cho các bạn lưu uh, thông tuần hoàn máu và giảm sự mệt mỏi căng cơ để cho các bạn có cái chế độ dễ ngủ hơn. Đây các bạn nhé. Trong cái bài 30 phút này thì nó có thêm một cái bài là một cái bài chuyên sâu và nó có cái cơ chế là cái cơ chế ở đây, nó là cái bài 30 phút, bài nâu hơn và bài kéo giãn. Thì ở đây nó cũng là một trong những điểm đặc biệt uh, trong dòng AS 2000 này thì cái phần kéo giãn cột sống và kéo giãn chân kéo giãn mông thì kéo giãn lưng thì nó đã kết hợp được cái vấn đề là nó kéo giãn được nhiều cái bộ phận hơn nó tạo ra cảm giác dễ chịu hơn và cái bài nhanh dành cho những ai mà muốn massage nhanh tức là khi mà chúng ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi và chúng ta chỉ muốn ngồi thư giãn một ít thôi thì chúng ta có thể sử dụng được cái bài này thì ở đây Furikyo nó có rất nhiều các cái bài đánh và nó có thêm cái điều khiển giọng nói này giúp cho các bạn dễ hơn về cái vấn đề là chúng ta sử dụng và cũng như là hướng dẫn để làm sao mà người dùng có thể sử dụng được nhiều nhất thì đó là một trong số tính năng của dòng Furiko AS 2000 này đến 2019 hôm nay ngọc Japan pan giới thiệu hai chiếc thì các bạn có thể quan sát đây là hai chiếc ghế rất là đẹp thuộc phân khúc hàng đấu giá thì những cái sản phẩm này thì gần như là nó còn mới đến khoảng độ tầm 95% trở lên đó các bạn có thể thấy và hoàn toàn tất cả ở đây là đều nguyên bản đây từ cái ni nông dán màn hình nó vẫn còn nguyên tất cả đều là nguyên bản các bạn nhé thì hàng về như nào thì Ngọc Japan là quay lên luôn thì à, các bạn nếu có nhu cầu về cái chiếc ghế massage nội địa Nhật này nhất là bản AS 2000 này với hai màu trắng và đen thì các bạn có thể liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 097 494 5555 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video